Skunk Works, văn phòng dự án cao cấp của hãng Lockheed Martin, đã chính thức tiết lộ thiết kế máy bay không người lái bí mật Speed Razor. Theo The Drive cho biết, máy bay này có hình dáng bên ngoài giống như hỏa tiễn hành trình nhằm mục đích thử nghiệm kỹ nghệ, nhưng có thể sẽ trở thành cơ sở cho các máy bay không người lái và hỏa tiễn thông minh giá rẻ trong tương lai. Lockheed Martin từng tuyên bố về dự án Speed Razor vào tháng 9 năm 2020, nhưng không có thông tin nào về thông số cũng như mục đích sử dụng của máy bay được hé lộ. Tuy nhiên, theo đoạn video mà Lockheed Martin đã phát hành, Speed Razor là một mẫu máy bay không người lái có thiết kế tương đối nhỏ gọn. Trong đoạn video mới này, thấy được cái nhìn thực tế đầu tiên về chiếc máy bay không người lái. Speed Razor là một máy bay không người lái mà Skunkworks chịu trách nhiệm thiết kế một số loại máy bay nổi tiếng nhất mọi thời đại bao gồm máy bay dò thám SR-71 Blackbird và U-2 Dragon Lady. Hy vọng một ngày nào đó Speed Racer sẽ gia nhập hàng ngũ này. Stephen Tremble, biên tập viên quốc phòng tại Aviation Week và Space Technology, người đầu tiên đưa tin về dự án Speed Racer, ông xác nhận rằng một đoạn video họa đồ mà Lockheed Martin đã phát hành trước hội nghị chuyên đề về tác chiến hàng không vũ trụ 2021 đã thực sự mô tả về máy bay không người lái này. Sau khi phóng ra cánh chính của nó bung ra tương tự như một hỏa tiễn hành trình cùng với các vây lái ở đuôi. Nhà phân tích quốc phòng Trembo lưu ý rằng phi đội bay thử nghiệm số 586 của không quân Hoa Kỳ tại căn cứ Holoman ở New Mexico, Speed Racer được phóng ra từ máy bay cánh quạt Beechcraft 1900, hai động cơ, còn được gọi là C-12 Huron, đang phục vụ cho quân đội Hoa Kỳ, mở ra một cặp đôi cánh và bay đi, nhưng không rõ điều này có phản ảnh cuộc thử nghiệm thực tế hay không. Một số Huron được sử dụng trong các vai trò tình báo, giám sát và trinh sát, hướng anten về phía mặt đất để thu thập tín hiệu điện thoại di động và các tín hiệu không dây khác radar độ mở tốc độ ống kính tổng hợp để hình ảnh vị trí của đối phương và các thiết bị phát hiện khác. Máy bay không người lái có kích thước lớn hơn, giống như trồn hôi đứng thẳng, là một biểu tượng thương hiệu nổi tiếng của Skunk Works. Từ những gì mà Lockheed Martin chia sẻ cho đến nay, thông tin về Speed Racer vẫn còn rất hạn chế. Aviation Week là tờ báo đầu tiên vào đầu tháng 3 2021 báo cáo cuộc thử nghiệm trên mặt đất dự định bắt đầu sớm hơn và được cung cấp bởi động cơ từ nhà sản xuất Technical Direction Incorporation. Video quảng bá kỹ nghệ thiết kế kỹ thuật số StarDrive mới của công ty cho phép các kỹ sư nhanh chóng di chuyển máy bay từ giai đoạn ý tưởng thông qua các quá trình thiết kế và sang một máy bay đang hoạt động từ thiết kế có sự hỗ trợ của máy tính đến chế tạo robot. StarDrive có nghĩa là để tăng đáng kể tốc độ mà công ty có thể chế tạo ra những chiếc máy bay mới, có tính cạnh tranh kết hợp kỹ nghệ mới nhất. Trong Thế chiến thứ hai, cuộc chạy đua chế tạo máy bay chiến đấu nhanh hơn, động cơ hơn, được trang bị vũ khí mạnh hơn, đã khiến cho các lực lượng không quân phải đưa vào trang bị máy bay mới chỉ trong vòng vài tháng. Sự phức tạp ngày càng tăng về kỹ nghệ đã khiến cho máy bay như F-22 Raptor và F-35 Joint Strike Fighter phải mất một thập niên hoặc hơn để phát triển. Giờ đây, khi Trung Cộng và Nga tài trợ cho việc phát triển các máy bay chiến đấu tân tiến như Chengdu J-20 và Suhoi Su-57, Mỹ một lần nữa thấy mình trong một cuộc chạy đua vũ trang bằng máy bay chiến đấu. Một hệ thống như Star Drive có thể cho phép quân đội Mỹ khai thác máy bay mới nhanh hơn và rẻ hơn so với các đối thủ cạnh tranh, nhanh chóng chế tạo máy bay mới để tận dụng phát triển kỹ nghệ hoặc lấp đầy khoảng trống về khả năng. Ví dụ vào năm 2020, không quân đã tiết lộ rằng họ đã sử dụng kỹ thuật số để bí mật thiết kế, chế tạo và thử nghiệm một mẫu máy bay chiến đấu mới trong khoảng thời gian chỉ một năm. Nhưng trong Aviation Week đã đưa ra thì Speed Razor không chỉ là một kỹ nghệ Ngũ giác đài còn quan tâm đến Speed Racer trong một vai trò vận hành. Điều này cho thấy hai vai trò khác nhau của combo C-12 Speed Racer. Vai trò đầu tiên như là một phần mở rộng thiết bị phát hiện bay. Vì là máy bay dân sự quân sự nên C-12 thiếu khả năng cơ động, tốc độ và hệ thống phòng thủ của máy bay quân sự thuần túy khi Mỹ xoay trục về cuộc xung đột cường quốc thì máy bay không người lái của Mỹ sẽ phải đối mặt với các mối đe dọa phòng không lớn hơn từ các hệ thống như XQ-9 của Trung cộng và hệ thống hỏa tiễn đất đối không S-400 Triumph của Nga. cả hai hệ thống đều có tầm hoạt động để buộc các máy bay như C-12 ở xa chiến trường hơn. Tuy nhiên, một máy bay không người lái như Speed Racer có thể xâm phạm không phận của đối phương với thiết bị phát hiện. Gửi dữ liệu trở lại C12 đã phóng nó. Speed Razor cũng có thể sử dụng như một hỏa tiễn hành trình. Một Speed Razer với đầu đạn nổ cao có thể cho phép C12 tấn công đơn vị chỉ huy, cơ sở liên lạc của đối phương hoặc các mục tiêu khác mà nó xác định được trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. C12 sau đó có thể phục vụ mục tiêu bằng hỏa tiễn hành trình Speed Razor mà không cần phải phối hợp không kích với máy bay khác. Nếu một chiếc C-12 có thể mang theo hai Speed Razor, một chiếc máy bay không người lái có thể xâm nhập lãnh thổ của đối phương trong một nhiệm vụ dò thám, trong khi chiếc thứ hai tiêu diệt các mục tiêu đã được xác định bằng đầu đạn nổ. Điều thú vị là về mặt thiết kế, Speed Razor có nhiều điểm tương đồng với máy bay không người lái X-61A, còn được gọi là dự án Gremlins do Dynetics phát triển với sự dẫn dắt và tài trợ của cơ quan nghiên cứu các dự án quốc phòng tiên tiến. Thiết kế của Speedraiser cũng có nhiều điểm tương đồng với mẫu hỏa tiễn hành trình trong chương trình Grey Golf do Phòng Thí nghiệm Nghiên cứu Không quân phát triển. Từ những thông tin được tiết lộ cho đến nay, chương trình Speedraiser đều có kết nối với các dự án phát triển máy bay không người lái, chi phí thấp kiểu bay đàn mà không quân Mỹ đang hướng tới. Việc Lockheed Martin tiết lộ về Speed Racer cũng như thừa nhận thử nghiệm trên mặt đất đã được lên kế hoạch và có thể sắp được biết thêm chi tiết về chương trình phát triển vũ khí đầy bí mật này.